anh vô cùng. Vậy chứ? Là tại vì là anh mua nhà cho em. Tình yêu em tính từ đô. Anh mà chi đủ em cặp bồ anh luôn. Chồng ta vừa mới tặng cho ta 11 lô đất liền kề. Ta muốn xây 8 căn nhà liên tiếp. Phải có sân tiền nhí, sân cầu lông, sân chơi bánh đũa. Đối với công ty này không bao giờ có cái chữ không được. Cấm vẫn làm được. Ồ, thiết kế ông chủ đưa cho con gì đâu. Nhà một tầng mà tới 32 cái hầm. Mày có mượn tao một số tiền. Một là trả tiền. Hai làm tiếp. Thôi về để con đào. Trời ơi, lụng rồi. Viên đình bị lụng. Ai đã giải tỏa trần gian về địa phủ chúng ta? Ai đã mở đường cao tốc? Nghe lệnh của ta, di tản Diêm Vương Điện. Đón xem Diêm Vương xử án, di tản Diêm Vương Điện, phát sóng lúc 21h thứ năm, ngày 25 tháng 2 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 11h45 thứ sáu, ngày 26 tháng 2 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.